Thưa quý vị và các bạn, kiểm soát chặt chẽ xuất khẩu phân bón để giảm gánh nặng cho người dân hay tồn tại nghịch lý vừa thừa vừa thiếu lao động ngành nông nghiệp ở vùng nông thôn là những vấn đề tuy không mới nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Những câu chuyện này một lần nữa được các đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách năm 2021, kế hoạch năm 2022. Hiện nay, giá phân bón đã tăng thêm 1.000 đến 1.900 đồng một ký. Với lần tăng giá này, phân bón là mặt hàng tăng cao nhất trong 50 năm qua và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tôi kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi luật số 71, Quốc hội khóa 13 năm 2014. Trong đó có cái quy định là giá phân bón là mặt hàng không chịu thuế giá trị gia tăng. Tôi xin đề nghị là được chịu thuế giá trị gia tăng để được hưởng những chính sách ưu đãi. Không thể kêu gọi giải cứu hàng quá mãi, mà phải có giải pháp tìm việc quy hoạch sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Để phát triển nông nghiệp bền vững, cần những giải pháp căn cơ và dài hạn, trong đó chú trọng đào tạo cho lao động nông nghiệp ở địa phương. Bên cạnh tình trạng thiếu lao động, thì đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu hụt một lực lượng lớn lao động có trình độ khoa học kỹ thuật. Tôi đề nghị các bộ ngành sớm đề xuất với chính phủ có chính sách thu hút lực lượng này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp là động lực để nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh, hiệu quả, an toàn và bền vững. Các đại biểu cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp mạnh mẽ tạo điều kiện để các gói hỗ trợ được hấp thụ nhanh vào nền kinh tế. Nếu dùng không đúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với người dân.